tín hiệu tuần này nhìn chung là tiêu cực nếu mà không có phiên ngày hôm qua thì rất là dễ để nhận định thôi tại vì là mọi người đều thấy cái phiên hôm thứ năm nó bán quá kinh khủng chúng ta có một cái nến tuần giảm tương đối mạnh rồi, riêng hôm thứ năm nó đã giảm 24.55 điểm rồi và nó lại là giảm trong xuống giảm mọi người có thấy là cái xuống giảm nó xác nhận từ tuần trước ấy, ở cái cây thủng này này xong nó lên nó test lại thì ở cái nhịp lên mình có nói là nó là hồi trong xuống giảm thì kể cả nó hồi như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là hồi trong xuống giảm thôi Đấy, nếu mà nó không vượt qua được cái đường nối đỉnh này thì nó sẽ vẫn tạo ra một cái xuống giảm nhắc đi nhắc lại cái từ xuống giảm để mọi người hiểu là cái giai đoạn này thị trường đang nằm ở đâu Đấy, và nếu mà nó cứ duy trì cái trạng thái là đỉnh sau thấp hơn đáy sau thấp hơn như này thì nó sẽ không có câu chuyện gì mới để kể cả Đấy, thì nếu mà nó chỉ dừng lại hôm thứ năm thì rất là dễ là nhận định thôi nhưng mà đến hôm thứ sáu thì nó lại hồi phục lên Nên nó hồi phục lên có 9 điểm hai giảm 24 điểm và hồi phục lên 9 điểm thì rất là nhiều người hô đáy thế thì nếu mà thực sự đây là có đáy thì cái tín hiệu đáy này nó cũng sẽ không đủ đâu thứ nhất là chúng ta nói về cái mẫu hình nó tạo ra thì đây không phải là mẫu hình nến xuyên thấu mọi người biết là mẫu hình nến xuyên thấu là một trong các mẫu hình nến đảo chiều nó cũng khá mạnh nhưng mà nó phải hình thành cơ thì cái nến của cái cây xuyên thấu ấy, nó phải đâm vào 50% thân của cái cây nến đằng trước đấy thì nó mới có ý nghĩa phủ định và thanh khoản nó lên lớn hơn của cái cây nến đằng trước ấy. thế nhưng mà ngày hôm thứ sáu thì cả hai tín hiệu đấy đều không đạt thế nên là nó không phải là mẫu hình nến xuyên thấu thì cũng có nhiều người sẽ nói ở đây là tín hiệu hai đáy thực ra lúc nào giảm mới nó giả tạo ra mấy cái đáy như này để mọi người có thể chú ý tất cả các nhịp giảm ấy thì nó đều tạo ra những cái đáy sau thấp hơn chúng ta cũng có thể coi đây là hai đáy tuy nhiên thì hai đáy thì nó được hình thành còn cái việc nó có được hoàn thành không ấy, phụ thuộc vào việc là giá nó có vượt qua được cái đỉnh trung tâm ở đây hay không và kể cả giá nó có vượt qua đỉnh trung tâm hay chăng nữa trong cái trường hợp m 20 đang hướng xuống như thế này thì nó cần phải đóng trên m 20 một vài phiên thì có nghĩa là nhiệm vụ tuần sau nếu mà mọi người muốn tín hiệu đảo chiều ấy, thì nó phải đóng trên một hai còn nếu mà nó không đóng trên một hai thì cái tín hiệu đảo chiều đấy nó không được hoàn thành nó sẽ không có ý nghĩa gì cả nếu mà chúng ta nhìn đến tuần thì sẽ dễ hơn mọi người cứ hình dung là từ rất lâu rồi chúng ta mới có cái nến tuần số 2 đóng dưới MA20 của cái chắc tuần Thì mọi người thấy là cái lần gần nhất chúng ta có tín hiệu đấy là ở giai đoạn tháng 9 năm 2023 tháng 9 tháng 10 năm 2023 thì chúng ta có một cái giai đoạn tạo ra hai đỉnh này sau bị bán xuống này đấy, cái áp lực bán là tương tự như bây giờ thậm chí là mình thấy áp lực bán bây giờ còn cao hơn cơ mà áp lực bán cao chứng tỏ là còn bán nữa chứ không phải là áp lực bán cao nó sẽ hồi đâu không có cái tư duy là nó ngược chiều vậy cả để áp lực bán nó cả chỗ này thì cái đoạn này áp lực bán là lớn hơn rất là nhiều đúng không? Cái nến đỏ thanh khoản lớn, cái nến xanh thanh khoản nó bé tí. Thế thì cái nến tuần số 2 đóng dưới hai 20 thì thường nó sẽ hồi lên, tại vì lúc đấy là thị trường vẫn chưa quen với cả cái mức giá hiện tại. Thì mọi người biết cái nguyên tắc trong tâm lý người ta gọi là mỏ neo giá. Giá nó đang ở một cái tầm cao nhất định, sau đó nó chỉnh xuống 10 15% rồi đấy chẳng hạn. Thì người ta nghĩ nó là một món hời, nhưng mà thực ra nếu mà giá nó chỉnh xuống thì nó sẽ có xuống nó giảm tiếp cho đến thời điểm mà nó thực sự rẻ. Nhưng mà từ rẻ trong phân tích thì nó rất là khó để đánh giá. Để chúng ta sẽ không nói những cái phân tích đó nó không có cái gì để nghiệm chứng ở đây cả đó. ở cái thời điểm hiện tại thì mọi người thấy chúng ta có hai cái nến tuần liên tiếp đóng dưới mươi và rút chân là như nhau nhé rút chân là như nhau nên là nhiều người bảo là rút chân thì nó sẽ có ý nghĩa hơn nhưng mà thực ra thì cái hồi tháng 9 tháng 10 năm 2013 nó cũng vậy rút chân như nhau thì sau đó thì nó đều có một cái nến xanh hay tuần sau có thể là một cái phiên hồi hồi thì cái quan trọng nhất ở đây ấy là liệu nó có đóng trên 20 hay không Nếu mà nó đóng trên 20 của chắc tuần ở tuần sau hiện tại đang ở cái mức 1258 thì chúng ta sẽ phủ định một chút và chúng ta sẽ đỡ lo ngại hơn ở cái giai đoạn như này còn nếu mà nó chỉ tạo ra một cái nến xanh làng nhàng như là cái giai đoạn này thì thực ra mình nghĩ là nó cũng thế thôi nếu mà mọi người có bắt đáy ngay bây giờ thì mọi người cũng phải chọn các cổ phiếu rất khỏe ở trong thị trường mọi người biết là định thời điểm để tham gia thị trường này đã khó rồi mà chọn được các cổ phiếu khỏe nhất trong một cái đà tăng này nó còn khó hơn nữa cơ nên là nếu đánh tê cộng thì tùy mọi người mọi người đánh tê cộng thì tỷ trọng không bao giờ cao cả nó sẽ không quá rủi ro nhưng mà nếu mà mọi người mua full tỷ trọng giai đoạn này hoặc là mọi người có một cái kỳ vọng gì đến nó xa hơn thì mình cảnh tỉnh mọi người một chút tại vì là cái tín hiệu này đấy, nó không khác gì hơn so với cả cái nhịp giảm này cả và sau khi mà nó tạo ra cái nhịp chữ lại đấy thì thị trường nó còn đi thêm khoảng độ 130 điểm nữa thì nó mới bắt đầu tạo đáy nên là chúng ta sẽ chờ đợi đến cái thời điểm đó thì giải ngân nó sẽ ngon hơn nếu mà bây giờ bạn mua ngay thì bạn không nên mua với tỷ trọng cao Hôm thứ sáu thì chúng ta có một vài cổ phiếu nó tạo đáy đẹp hơn so với cả index. Chúng ta sẽ chú ý tới những cổ phiếu mà tạo đáy đẹp hơn index đúng không? Chúng ta có BSI, BSI nó có một cái nến nó phủ định hoàn toàn là cây hôm thứ năm và thanh khoản nó lớn hơn nữa. Thì nó cũng một phần lý do là do con này nó giảm nhanh quá. Mỗi khi mà thị trường giảm thì mình thấy là nó giảm trước thị trường mà thị trường dừng giảm nó vẫn giảm thêm. mấy cái nhịp này. Thì nó giảm nhanh quá nó sẽ hồi lên. Ở cái thời điểm hiện tại thì cái nguyên tắc một nhau giá nó lại quay lại với chúng ta. Khi mà giá con này ở cái thời điểm mà cao nhất thì chúng ta kỳ vọng nó ở cái vùng 60 tám 58 60 và nó vẫn có nhịp bứt phá lên vượt qua 60 rồi nhưng mà không đạt. Thì bây giờ nó còn có 40 thôi. Rõ ràng nó giảm quá nhanh như này nó làm cho người ta nghĩ là nó là một món hời. Nhưng mà nếu mà nói dài hạn ra ấy, thì mình thấy là giai đoạn hiện tại của biết ai nó cũng không khác biệt gì so với cả giai đoạn đầu năm 2023 cả. Mà đầu năm 2023 cái con này nó ở giá 15 mọi người ạ, bây giờ ở giá 40. Nên nếu mà nói về rẻ thì nó là vô cùng. Đây đầu năm 2023 mọi người thấy này. Giá lúc ấy nó ở giá quanh 15 16. Đó, sau đây nó có một cái nhịp bứt phá rất mạnh nó tăng gấp 4 lần lên vùng 60 hiện tại đang ở giá 40 thế nên là rẻ thì chúng ta so với cả cái chỗ này hay là chúng ta so với cả cái chỗ này thì là tùy bạn đánh giá thôi. còn về mặt doanh nghiệp thì chúng ta đều nhìn thấy được là bản chất của cái con này ở cái thời điểm đầu năm 2013 và cái thời điểm hiện tại nó cũng không khác biệt gì nhau lắm nên nếu mà chúng ta có kỳ vọng nó cũng kỳ vọng cho nó chuẩn mình nghĩ là biết ai nó có đủ cái tín hiệu để chúng ta đánh tay cộng hoặc là chúng ta đánh t không nếu mà trên hàng có sẵn đấy tại vì nó cũng có hai đáy và nó cũng có cái tín hiệu phủ định lại cái cây giảm hôm thứ năm chứng tỏ là áp lực bán nó cũng giảm đi rất là nhiều rồi bây giờ thì nó là cái giai đoạn của dành cho những người mà người ta đang có sẵn hàng bên trên người ta muốn mua để hạ giá bốn. hoặc là những người mà người ta đang cầm tiền ở bên trên không dám mua bây giờ nghĩ là rẻ hơn thì người ta mua Đúng, người ta mua nhiều quá thì giá nó cắt tăng thôi vấn đề nó tăng được đến bao nhiêu lâu như hiện tại thì mình nghĩ là nó lên nó kiểm định lại m hai nó có thể lên quá một chút để nó test lại cái vùng uh, tích lũy ở đây quanh vùng giá bốn mươi còn sau đó có tăng được nữa hay không thì nó còn phụ thuộc vào thị trường thì mấy con tương tự biết ai nó đều tạo tín hiệu đáy khỏe cả ví dụ như là FTS thì mình cũng thấy là có một cây nến xuyên thấu đây đây mới là nến xuyên thấu này còn Index thì không phải là nến xuyên thấu nó phải đâm sâu vào cái nến của hôm thứ năm như thế này với thanh khoản lớn hơn thì nó mới có tín hiệu tại chỗ này thì có thể gọi hai đáy được còn uh, chúng ta sẽ kỳ vọng tất nhiên là nó phải vượt lại qua cái đỉnh trung tâm hoặc nó vượt qua 10 20 thì nó mới có cái tác dụng xác nhận hoặc là CTS cũng là mấy cổ phiếu tương tự cái nhóm này thì cũng có nến xuyên thấu nhưng mà thanh khoản nó yếu hơn một chút để tóm lại nó phải tín hiệu giống giống kiểu như này hoặc là một cái con mid cap nó hơi khác một chút nhưng mà giai đoạn gần đây chúng ta đều thấy là Dabaco đánh khá là kinh đúng không có rất là nhiều những cái phiên trần sản cái cây hôm qua tăng lại của Dabaco nó kèm theo cả tin tức nữa nhưng mà mình đánh giá khá cao nếu mà nó tạo hai đáy chỗ này thì hai đáy của nó sẽ đẹp hơn so với cả index tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn tín hiệu của Dabaco trong giai đoạn này chúng ta sẽ thấy là đây là một cổ phiếu có tín hiệu biến động tương đối lớn đối với một cổ phiếu mid cap mà biến động lớn như này trong giai đoạn thị trường nó yếu ấy thì nó lại không phải là tín hiệu tốt chúng ta sẽ không biết được là cái cây sàn tiếp theo sẽ xuất hiện khi nào nếu mà mọi người mua thì nên muốn tỷ thấp vì bây giờ dù sao chúng ta vẫn đang giao dịch dưới 10 20 và bây giờ đang lại là cái giai đoạn nhạy cảm của con này nó đang trong giai đoạn thực hiện quyền mua thực hiện quyền mua phát hành thêm giá 15 ấy. thì nếu mà trong cái giai đoạn đấy biến động giá rất là phức tạp thì là nếu mà mọi người có tham gia thì nên mua ít tuy nhiên thì mình cũng đánh giá cao con này trong nhịp vừa rồi thì có mấy con hồi khá khỏe ví dụ như là Dapaco như là POW con POW ấy hoặc là còn SBT hoặc là một vài con thanh khoản thấp khác cả Vinamilk Vinamilk là một con là thanh khoản nó cũng đủ lớn và hàng blue chip đúng không và giai đoạn vừa rồi, rồi thì nó cũng có một vài cái tín hiệu khá đẹp mình đặc biệt chú ý đến cái cây vượt qua khỏi vùng tích bị tam giác của nó nó khác so với cả những cái lần với xịt trước đó của nó đúng không? sau khi mà break xong thì nó không bị bán xuống ngay và nó có một phiên duy nhất là nó chững lại khi mà thị trường giảm mạnh thôi và bây giờ nó lại hồi lên thì với những cái tín hiệu này thì có thể tạo ra một cái chen mới nếu mà chúng ta có kỳ vọng Vinamilk thì bây giờ có cả cái kỳ vọng về mặt kỹ thuật tại vì nó là break ra khỏi cái vùng tích lũy ngắn hạn ngoài ra thì cái vùng giá 65 của nó lại là cái vùng đáy trung hạn cái đáy này được nối từ giai đoạn giữa năm 2022 cơ nên là nó cũng khá tin tưởng và nếu mà chúng ta kỳ vọng về mặt cơ bản thì cái con này nó cũng vừa có một cái báo cáo quý khá là ngon khi mà doanh thu cao nhất trong lịch sử cũng như là có những cái tin liên quan đến thâu tóm của đối tác biến thái nó là cái gọi tổng hợp tất cả các yếu tố đều có thể tăng được ấy. chẳng qua là lịch sử tăng của nó hơi khung thôi nếu mọi người lựa chọn cái con này thì mọi người sẽ phải đối mặt với cả cái lịch sử tăng giá rất là điêu toa của con này. Thì về bản chất thì doanh nghiệp sữa nó ở tình trạng bão hòa rồi. Bây giờ để mà nó tạo ra được một cái xuống tăng mạnh mới thì cái báo cáo doanh thu lịch sử nó sẽ chưa đủ. Và nó phải cho chúng ta thấy được cái sự tiến triển của doanh nghiệp. Nó đang ở đỉnh cao rồi. Làm thế nào để nó tạo ra một cái đỉnh cao hơn. Đấy là cái chúng ta sẽ cần hỏi nếu mà chúng ta đi theo hướng phân tích cơ bản. Còn thời điểm hiện tại thì hành động giá nó cũng chấp nhận được nếu mà chúng ta mua theo hành động giá. Thì là để một cái slot quanh cái vùng 68 nếu mà bạn để 65 được nhưng mà mình nghĩ 65 thì nó hơi thấp nếu mà như vậy thì cái biên cắt lỗ của chúng ta là lớn quá nên thôi mọi người để 68 để cho nó an toàn sau mãi lại index nó sẽ không có quá nhiều cơ hội sau cái tín hiệu của cái ngày thứ sáu và mình nhắc lại là với những cái người mà người ta ít phân tích kỹ thuật hoặc là người ta không có khả năng để bóc tách xu hướng thì người ta sẽ đánh giá đây là một cái tín hiệu đảo chiều và ngay lập tức người ta sẽ ngồi đếm cái phiên hồi phục đầu tiên phiên hồi phục số 2, phiên số 3 xong rồi bắt đầu đếm bùng nổ theo đà thực ra thì nó có cái lý thuyết như vậy đúng chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng thị trường đảo chiều ngay lập tức ở chỗ này Thế nhưng mà cái tỷ lệ nó xảy ra nó rất là thấp. Và ở cái thời điểm hiện tại nhắc lại chúng ta đang hồi phục trong xu xuống giảm. Nó khác với cả những giai đoạn chứng lại của thị trường khi mà nó vượt đỉnh xịt như những cái đoạn như này, nó chứng lại nhưng mà cái xu hướng của nó không bị phá vỡ. Thì mọi người thấy cái giai đoạn mà nó không thủng qua 120 này. Rồi. còn giai đoạn như thế này thì mọi người thấy thủng nắc bét rồi. rồi, mấy lần rồi. Đâm xuống dưới 120 lại vượt lên lại đâm xuống và 120 đã hướng xuống rồi. Cho nên là nếu mà chúng ta cẩn trọng thì chúng ta sẽ chờ đợi những tín hiệu tốt hơn. Còn mọi người đừng nghe hô hào gì cả chúng ta phải có cái phương pháp đầu tư của chúng ta giai đoạn này của thị trường là giai đoạn khó không có nhiều người đầu tư có lãi được giai đoạn này nếu mà bạn cảm thấy là mình không phải là phần tinh hoa của số đông thì bạn nên đi ngoài